Wow. Đằng nào đã mới nặn mụn như mình mà giờ vẫn còn như thế này thì bỏ ngay đi nha, nếu không muốn da bạn thành thế này. Mách cho các nàng một em siêu phẩm hút mụn là còn có cả soi da nữa. Soi chỗ nào hút sạch bay chỗ đấy. Đã đồng tiền bạc cạo nhất mà mình từng tậu trong năm nay. Hút mụn mình biết từ lâu rồi, nhưng dòng mà có cả soi da camera 1080 nét căng như thế này thì phải gọi là đỉnh của đỉnh. Mọi người nhìn xem, soi rõ cả lỗ chân lông như thế này còn gì. Ngày xưa mỗi lần muốn hút mụn hay phải soi da phải đến spa cơ, nhưng giờ chỉ với một em nhỏ gọn như thế này. Buồn buồn lôi ra hút mụn tới da chết bã nhờn, da có gọi là mịn căng. Mắc 66 Pro thiết kế nhỏ gọn siêu bền chắc chắn. Em này còn có cả ba đầu tích hợp, đầu tẩy da chết, đầu hút tròn và đầu hút nhỏ, dễ dàng hút mọi vùng trên gương mặt đấy. Giờ thì cần gì ra spa xa xôi tốn tiền hay nặn tay mất vệ sinh đâu, cứ tậu em này về là không khác gì spa luôn. Các bác tham khảo ngay tại Master Home nhé.